Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Ok, trận chiến đã bắt đầu thì chúng ta ấn ngay lập tức vào phần bản đồ nhé. Xem xe phe của mình ở đâu thì chúng ta sẽ chiếm ở đó. Ví dụ như số 4 này lên rất nhanh này, thì chúng ta ngay lập tức về số 4 nha anh em, để có thể là chiếm được cái phe này nha. Rồi, Trang Hy là liên tục đi tấn công rồi. Cái anh em nào yếu thì có thể ở lại thủ thành, bao giờ cho cái thành này nó nhảy lên màu xanh là được anh em nhá. Ok la luôn. Rồi, cố lên, chiếm đánh nhảy phùm một phát là được này. Bản đồ nha anh em ơi. Đấy, thì bây giờ cái ô này của mình đã màu xanh rồi. Và cái di tích level 3 đại năng này nó cũng đã chuyển sang màu xanh của phe của mình nha. Cái lân cận đây thì mình sẽ tiếp tục là nhảy sang này. Ok, chiến đấu bùng nổ nào. KS đi. Trời ơi, nếu như KS được thì chúng ta sẽ có thể có thêm điểm. Cố lên nào. Cố gắng di. Dí nó anh em nhá. Anh em đâu hết rồi. Vào đi chơi thôi. Uầy, chạy rồi. Đông vậy. Vào đây. Cố gắng tiêu diệt thanh niên yếu máu nha. Phải dí thằng yếu máu trước anh em ạ. Dí nó. Ủa anh em đâu rồi. Cố dí được con thằng. Ok. Ủa, nhưng mà mình vừa thấy là phe của mình vào đây rất đông nha. Nhưng mà sao tự nhiên lại rút đi đâu mất ấy. Ok. Hình như là mình vừa dí được hai ông ấy. Uầy. Team mình đáng lẽ ra nếu như vào đây đông một chút thì có lẽ là mình sẽ không bị yếu máu như thế này nha anh em. Cố lên ạ. Ý ạ. Cố gắng. Uầy, ngon lành nha. Thế là mình vẫn có thể thủ được cái cứ điểm này của mình nha anh em. Rồi, ok, tiếp tục là tiêu diệt nha. Ui thôi, không tiêu diệt thêm được ai nữa. Thế thì mình sẽ tiếp tục về bản đồ nha. Đây này, anh em nhìn thấy khi mà mình đang yếu máu nha, thì chờ đợi đồng đội của mình một chút đông đông thì lúc đó mình sẽ vào nó hợp lý hơn. Hoặc là mình có thể sang đây để ăn cái điểm nha. Ăn điểm là... Đây này, anh em thấy dây chạy này. Có nhiều anh em là cứ vào đây, sau đó là nhìn thấy cái ô này của mình là full bang của mình rồi ấy, thì lại thoát đi luôn mà không để ý đến cái dây chạy này. Bao giờ dây nó chạy hết về không á, thì điểm lúc đấy là nó mới tính được nha. Đó, dù là mình hẹo nhưng mà mình vẫn câu giờ để cái dây ở đây nó chạy hết thì mình vẫn có thêm cái điểm chiến tích. Là ngon lành cái nào, giúp phe chiếm 3 lần đây này. Trở về điểm xuất phát. Ok. Tiếp tục là bản đồ nha anh em. Ô, về đây thôi. Khốn quá. Rồi. Về giữ cứ điểm nha, nói chung là đi hoạt động này cũng căng thẳng phết đấy. Để liên tục là phải tập trung nha anh em. Rồi ok. Như vậy là mình đã chiếm xong cứ điểm rồi. Bây giờ tiếp tục là chuyển sang cái di tích đại năng này nha. Ngay lập tức chuyển về cái cứ điểm lớn luôn. Cứ điểm đấy thì sẽ giúp cho mình có rất là nhiều điểm luôn. Tiêu diệt. Wow. Khó chưa. Đây này, còn 17 giây nữa thì mình bắt buộc là phải chờ đây hết 17 giây nha. Rồi xem có ông nào vào đây không. Nếu như bà Trang vào đây rồi thì chắc là không có ông nào không dám đâu. Ôi, bà đây lại bay đâu ấy. 5 giây này. Cố gắng này, 3, 2, 1. Bùm. Đấy, thế là mình có thêm 1.200 điểm này anh em này. Tiếp tục quay trở về đây nha. Đấy là cách đi cái tranh bá di tích này nó được nhiều điểm anh em nhé. Tất nhiên là nếu như anh em mạnh mà tiêu diệt được nhiều kẻ địch thì anh em sẽ còn nhiều điểm hơn nữa rồi. Và nếu như anh em yếu thì bắt buộc là chúng ta sẽ chơi theo cái mẹo như vậy. Cố gắng là giúp bang của mình là đoạt được cứ điểm. Đấy, chỉ cần đứng ở trong cái vòng này, câu kéo, bao giờ dây nó chạy hết, nó nhảy pèo phát lên cái màu của phe của mình á, là nó sẽ hợp lý luôn. Thì anh em vẫn sẽ có điểm mà. Nếu như chúng ta mạnh thì chơi theo kiểu mạnh, còn chúng ta yếu thì sẽ chơi theo kiểu yếu nha anh em. Tiếp tục là quay về đây. Ý, tiêu diệt đi. Chiu, và KS tí nào. Ui. Ôi ạ. Định vào KS tí nhưng mà không KS được đồng đội anh em ạ. Ok. Một là hết giờ, hai là cái điểm này nó full. Thì mình sẽ giành chiến thắng luôn nha. Hiện tại là mình đang đạt được 1/3 rồi. 30.000 điểm là mình hoàn toàn có thể giành chiến thắng ở trong ngày hôm nay. Cố lên nào. Ui nào. Ôi, tiêu diệt đi. Để tớ. Thôi. Các bạn cũng nhanh thật đấy. Rồi, tiếp tục xem nào. Vào đây ngay anh em ơi. Tiêu diệt hai cái ông này đi. Đâu rồi? Mất rồi thì ngay lập tức quay trở về đây nha anh em. Dịch chuyển nha. Ok. Phe càn khôn này đang xếp thứ hai. Tiêu diệt. Dí. Ua. Dí kịp. 11 giây nha anh em. Đứng ở đây hết 10 giây này.
Rồi. Nếu như ông nào mà cứ chưa hết giờ là nhảy đi sang cứ điểm khác là sẽ không có điểm nha. Rồi, ok. Rồi, ngon. Quay trở lại đây thôi. Ui, anh em ơi. Tập trung quay trở lại đây đi. Đấy, nhưng mà nếu như anh em yếu nha, thì anh em phải chờ đồng đội của mình một chút chứ đừng có lao phăm phăm ở đây là chết dở đấy. Thế thì mình sẽ vào cứ điểm này đông này. Rồi, tiêu diệt luôn. Ui, càng quá. Càn khôn đang đuổi khá là rát nha. 9.000 điểm, bên mình thì 10.000 điểm, hơn có 1.600 thôi. Ôi, căng thẳng thế nhở. 14 giây, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, để cho bà Trang Hy, bà đấy mạnh, bà đấy đi clear trước thì sẽ hợp lý hơn. Rồi, ok, ngay lập tức chuyển qua đây nào. Đây của mày quá. Bà Trang bà đã đến rồi, mình sẽ cố rút ra đây một tí nha. Né né ra một chút. Rồi, ok. Ngon rồi, ngon rồi. Tiếp tục. Sao bay với di tích đại năng làm gì? 14 người thôi nha. Kệ nó đi. 10 người đây rồi. Rồi lại liên tục. Uầy. Thôi mình còn một ít máu thì mình vệ được. Còn 12 giây. Hiện tại là phe của mình đã được 19.800 rồi. Cố lên. Sắp win rồi anh em ạ. Càn khôn nó cũng đuổi bám giết. Khá là rát anh em nhé. Thốn thế. Càng phết đấy. Anh em xem mà có thể là hơi buồn ngủ. Nhưng mà mình đánh là mình phải tập trung nha anh em. 5/7, 4/7 này. Vào đây để bú điểm. Nào nhảy phùng phát sang màu xanh đi nào. Bú 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 bú. Ok à? Lâu ấy. Không đấy này, chạy dây ở đây nhỉ. Yo. Đấy. Xong rồi đấy. Tiếp tục ra đây anh em ơi. Khẩn trương khẩn trương. Nó cũng chạy hết rồi. 15 giây đếm ngược anh em ơi. Đấy, bà Trang thấy team mình ở đây đông cái là bà bay đi ngay. Thực ra nếu như mình mạnh mình cũng bay đi. Mình cứ tìm những chỗ nào đông mình phang thì thôi rồi lượm ơi luôn. Nhưng mà yêu lực của mình thì chưa đủ để làm được cái điều đó nha. Đây này, 13 chuỗi hạ gục luôn ấy, dã man phết. Rồi tiếp tục là bay nào. Sang mỏ level 2. Ghê không? Bà Trang bà toàn đi đâu gọi là làm la liệt đến đấy anh em nhá. Đây, 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 sang bên này hợp lý hơn này. Đó. Trời luôn đấy. Đánh đồng đội của ai? Đánh ai? To gan. To gan. Thực ra nếu như cái này á, nếu như anh em chơi cùng bang thì nên có một cái group ấy. Khi mà chúng ta đi đến điểm nào á thì anh em sẽ cùng nhau gọi là hô hào co team đi đến cùng một điểm đấy thì nó sẽ đông, nó sẽ kiểu lợi thế hơn. Tiếp tục. À, hai thằng ở đây hả? Chiếm cái này. Múc luôn. Dã luôn. Nó chiếm cứ điểm của mình thì mình cũng sẽ chơi cứ điểm của nó luôn anh em. Mày này. Uầy. Thề luôn, không cãi được phát nào. Đây này. Mình cũng tiêu diệt được 10 mạng này. Ok ok. À đây rồi. Ôi, nó chạy luôn anh em ạ. Thấy đông quá nó chạy luôn. 8 này. Quay trở về đây để ăn 1.200 điểm. Số người chiếm giữ hiện tại là 10 người. Perfect luôn. Rồi 16 người ngon. Tiếp tục. Về đây anh em ơi. Chơi luôn chơi luôn. Anh em cứ ở lại. Rồi múc luôn. Đâu 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 đâu. Làm sao. Làm sao. Một đứa đi này. Đồng thế. Vãi. Mà Richa này đánh ghê chứ nhỉ. Trở về điểm xuất phát rồi. Quả này chắc là lại phải có Trang Hy quay lại thì mới có thể là ăn được nha. Thủ nấy. Tiêu diệt hai người này. 26.000 điểm anh em ơi, cố lên. Sắp được rồi, vào đây phát nữa là được này. Múc 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 múc. Dí dí dí. Ôi nó chạy mất rồi. Ủa. Mấy cái trưởng ạ. Ra đây xem nào. Phe Càn Khôn chỉ thiếu 10.000 điểm là đạt giới hạn. Ai à. Cũng ghê chứ. Nhưng mà bên mình 27.000 điểm rồi. Còn 3.000 điểm nữa thôi là ok. Bừng. Ê à. Cái gì đấy. Còn nó gọi người nhanh quá anh em ơi. Ui dồi. Rồi luôn. Trời luôn. Dí 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 dí.
À, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu con sâu. Mày này, chạy đâu. Úi giời, ngon. Chỉ còn một đứa thôi. Đây, 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 thằng cấu trúc này yếu máu này. Dí luôn, dí nó anh em ơi. Thế kìa. Thôi, nó chạy mất rồi. Bực thực sự luôn ạ. Đấy, Nam Cực chỉ còn 2.000 điểm nữa thôi. Cố lên anh em ơi. Rồi, 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 rồi. Ok, 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 ok. Anh em cũng nên để ý nhá, nếu như mà điểm của chúng ta mà ít á, thì chúng ta đừng có ham đánh nhau quá. Quan trọng là phải giữ được cứ điểm, có điểm một cái là sẽ đi đánh nhau luôn này. Nhưng phe của mình thì đang cách khá xa, khá là an toàn, cho nên là mình sẽ cố gắng ở đây đánh để có thể là kiếm thêm điểm cá nhân nha. Bởi vì ở đây không nhất thiết là chúng ta cứ phải đi đánh người thì mình có điểm, mà chúng ta chỉ cần đứng ở trong căn cứ đủ thời gian ấy, lấy được điểm về cho cái phe của mình là được. Đó, anh em. Rồi, thắng rồi anh em. Thế là phe của mình đã đạt hạng top 1 rồi. Đây, khổ nhất S9. Đây này, 300, tiêu diệt 308 người. Khủng khiếp quá anh em ơi. Rồi, diệt 13 người được cộng 3.300 điểm. Giúp phe chiếm 21 lần là 1.050 điểm. Hạng của tôi đạt 26. Không KS được anh em ạ. Ngon lành cành đào. Đó là cái hoạt động tranh bá di tích nhá. Thì đây cũng là một trong những hoạt động mà cũng khá là sôi nổi, thì anh em có thể tham gia. Ok, chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hơn về tựa game Kỷ Yêu Tầm Đại anh em nhé.